Nhận là chị Bình khéo tay thật đấy. Mà có con mắt nghệ thuật ra phết đấy. Đẹp, đẹp chị ạ. À, có phải là cái hộp vỏ sò này anh Trường đem từ Phú Quốc về đây cho chị đúng không? Đấy, anh có tấm lòng thế là còn gì. Còn đây, đây là cái gói vỏ sò này là của cái Hà. Nó thấy chị xếp cái này nên nó gửi em. Chị nhìn vào xem, đấy, tính là màu đẹp nhé. Đấy, chị nhìn đâu. Nghị cũng thương con bé quá cơ, rất muốn sang đây chơi nhưng lại sợ bị đuổi về. Mà có sang cũng chả dám lên. Em nói thật với chị nhá, đã có lần cháu nó tâm sự với em ý, nó bảo là nó chỉ một lần, chỉ mong được nghe thấy một tiếng của chị gọi là Hà ơi đấy. Sao nói nhiều thế nhỉ? Đi ra ngoài đi. Nào đuổi. Đi đẹp đi. Cháu vừa gửi cho cô mấy bài nhạc thiền, khi nào cần thư giãn thì cô nghe nhé. Chị biết mình bị bạo hành là khi tôi 12 tuổi. Tôi nhớ mãi, đó là ngày tôi chạy theo mẹ đến một nhà hàng. Ở đó mẹ gặp bố và người phụ nữ mà mẹ khăng khăng cho là nhân tình của bố. Tôi đã giữ mẹ lại để bố và người phụ nữ kia chạy đi. Nhưng chào sếp ạ. Chào em. Sếp ạ. Đang làm gì đây? Em đang tổng kết dự án nụ cười ạ. Cuối tuần này mấy anh em ngồi lại với nhau bàn về kế hoạch phân bổ dự án cho nửa cuối năm nay nhá. Vâng ạ. Anh này, tối nay mình... Cháu đây ạ. Mẹ cháu gọi về nhà ăn cơm ý ạ. Tại lần đầu cháu thấy mẹ cháu bảo cháu về ăn cơm nên cháu hơi bất ngờ ạ. Dạ vâng ạ. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đấy. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không?
Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao?